Chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, khởi tố hai nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng đâm bảo vệ tử vong ở Đà Nẵng. Tiểu mục nóng trên mặt báo bàn về sự kiện UNESCO vinh danh đại danh y Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác. Đây là một sự ghi nhận to lớn đối với những công lao, đóng góp, cống hiến của ông cho nền y học, văn học, văn hóa dân tộc Việt Nam cũng như thế giới tuyệt chiêu nuôi kiến dạng làm chỉ sĩ cho vườn cam của lão nông Hà Tĩnh. Độc đáo những bức tranh biết đi. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua. Tin nóng liên quan vụ cướp ngân hàng đâm bảo vệ tử vong ngày 26 tháng 11 cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố nguyễn mạnh cường 25 tuổi và trần văn trí 22 tuổi về hành vi cướp tài sản và giết người theo điều tra ngày 22 tháng 11 hai nghi phạm này dùng súng dao thực hiện vụ cướp tài sản tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv nằm trên đường ngũ hành sơn phường mỹ an quận ngũ hành sơn đà nẵng khi xong vào ngân hàng, Trí cầm súng và bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên cùng bảo vệ tại đây. con Cường cầm dao đến quậy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền. Trước thái độ hung hãn của các đối tượng, nhân viên ngân hàng và nhân viên bảo vệ TMT 50 tuổi cương quyết ngăn chặn, chống trả. Hậu quả, ông tê tử chồng trong quá trình chống trả cướp. Tại cơ quan công an, Cường Trí khai nhận do không có việc làm, lại đam mê cờ bạc, cá đồ bóng đá, chơi game, nợ nâng chồng chất nên cướp ngân hàng. Để có tiền tiêu xài, hai đối tượng này rủ nhau cướp tài sản tại nhà dân. Nhưng sau đó đổi ý định và chuyển qua bàn bạc thống nhất, sẽ đi cướp ngân hàng. Cường lên mạng đặt mua một, một khẩu súng và chuẩn bị thêm một con dao, ba lô, áo khoác nhằm tránh bị phát hiện. Ngày 26 tháng 11, ông Lê Quang Nghĩa, Giám đốc Công viên Văn hóa An Hòa, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, sau hơn một tháng tìm kiếm, cơ quan chức năng Kiên Giang đã bắt hết 8 con cá sấu sổng chuồng tại công viên này. Sau khi bắt được cá sấu, đơn vị đã liên hệ với Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang đến chứng kiến và lập biên bản ghi nhận sự việc. Con cá sấu vừa bắt được nặng khoảng gần 10 kg. Như vậy, 8 trên 8 con cá sấu sổng chuồng đến nay đã được các cơ quan chức năng bắt lại toàn bộ. Ông Lê Quang Nghĩa, Giám đốc Công viên Văn hóa An Hòa cho biết, sẽ có văn bản chính thức báo cáo với các cơ quan chủ quản là Sở Văn hóa và Thể thao cùng Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang về vụ việc trong đó có đề xuất hướng xử lý số cá sấu đang còn nuôi tại công viên. Một là giao lại toàn bộ số cá sấu cho chi cục kiểm lâm, hai là xin bán bớt rồi chừa lại vài con, xây chuồng mới cho đúng quy chuẩn, phục vụ cho khách tham quan. Sáng ngày 27 tháng 11, cơ quan chức năng tại thành phố Thủ Đức và Bình Dương cho biết đang truy xét hai đối tượng sau khi trộm chiếc xe máy ở phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Sau đó, hai đối tượng tiếp tục đến phường Chỉnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương trộm thêm một xe khác. Thông tin ban đầu, trưa 26 tháng 11, có hai thanh niên chở nhau vào hẻm 989 đường tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Thấy một chiếc xe tay ga để trước một phòng trọ, đối tượng ngồi sau liền đi bộ vào trong, đối tượng còn lại đứng cảnh giới bên ngoài. Tên trộm sau đó dắt chiếc xe ra khỏi giấy trọ, rồi bẻ khóa tẩu thoát. Hơn 12 phút sau, cũng hai đối tượng này, các đặc điểm nhận dạng phương tiện trùng khớp xuất hiện trên đường 38, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, cách hẻm 989 tỉnh lộ 434, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức hơn 5 km. Phát hiện một công ty đang mở cửa nhưng không có người, đối tượng ngồi sau lẻn vào bẻ khóa trộm chiếc xe máy của nhân viên công ty này. Hiện hai vụ việc đã được các nạn nhân trình báo cho công an địa phương, lực lượng chức năng đang điều tra truy xét. Sáng ngày 27 tháng 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết vừa bắt giữ tàu chở 80.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc tại vùng biển Tây Nam, cách Nam Đông Nam, đảo Hòn Khoai tỉnh Cà Mau khoảng 130 hải lý. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu BT92009TS có 4 thuyền viên, do ông Lê Hoàng Thi, sinh năm 1985 làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Thi, tàu đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 sau đó tiến hành lập biên bản, niêm phong hàng hóa vi phạm, sau đó dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421 tại huyện Nam Căng, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếng mục nóng trên mặt báo. Thưa quý vị, một tin vui có tính lịch sử cho Việt Nam khi tại phiên họp của Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42 ngày 21 tháng 11 năm 2023 đã thông qua nghị quyết về chuẩn danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025, trong đó có hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của đại danh y Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp cho biết, Việc UNESCO vinh danh đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam là sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp của cá nhân danh y đối với xã hội cộng đồng, nhất là tư tưởng nhân văn, sống vì mọi người và tinh thần học tập suốt đời là những giá trị mà tổ chức đang thúc đẩy. Nghị quyết được toàn thể thành viên UNESCO thông qua là sự khẳng định rõ ràng nhất về những đóng góp to lớn của người Việt Nam trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, đồng thời thể hiện sự lan tỏa tài năng trí tuệ của người Việt Nam trên trường quốc tế. Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, sinh năm 1724, mất năm 1791, được người đời sau suy tôn là bậc y thánh của Việt Nam vì rất nhiều lý do, trong đó có việc ông đã phát hiện những kiến thức mới về y học, sinh lý học và dược học. Đại danh y đã phát hiện 305 vị thuốc nam, sưu tầm và thu thập 2.854 vị thuốc nam hay của các bậc tiền bối, nhất là nam dược của thiền sư tệ tỉnh. Với tâm nguyện hoài bảo ấp ủ là soạn sách, mở trường thuốc để truyền bá y học và với lý tưởng cao cả, làm sách truyền phương để giúp đời vô tận. Lê Hữu Trác đã dựng lên ngọn cờ đỏ thắm trong y giới qua bộ y tông tâm lĩnh, gồm 28 tập, 66 quyển, được xem là bộ bách khoa toàn thư về y học của Việt Nam. Đặc biệt, đại danh y Hải Thượng Lãng Ông đã để lại cho y học Việt Nam chính điều y huấn cách ngôn. Dù đã qua gần 300 năm, nhưng nhiều di huấn trong đó vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự. Dĩ như thầy thuốc khi đi thăm bệnh, cần kiếp thì đến trước, cho nên phân biệt giàu sang, nghèo hèn. Khi đi thăm bệnh cho phụ nữ thì phải đứng đắn, phải có người nhà bên cạnh mới bước vào phòng thăm bệnh hay phạm thầy thuốc phải ý thức lấy nghiệp vụ mình quan trọng, không nên tự ý cầu vui mà rời phòng bệnh. Phòng khi có trường hợp cấp cứu đến thì xử trí mới kịp thời. Chữa bệnh cho người khỏi bệnh rồi, chớ có mưu cầu quà cáp. Nhưng trên hết, tinh thần mà đại danh y Hải Thượng Lãng Ông gửi gắm lại cho hậu nhân của mình từ chính điều y huấn cách ngôn nằm ở ba chữ đạo làm thuốc dựa trên nền tảng của nho gia hiện chỉ còn thấp thoáng trong xã hội hiện đại làm thuốc hay hành y là một nghề bảo vệ toàn vẹn sinh mạng con người nên phải lo cái lo của người phải vui cái vui của người chỉ lấy việc cứu sống mà người làm nhiệm vụ của mình không nên cầu lợi kể công dừng đến đây thì nội dung này xin được khép lại tiếp tục chuyển động với chương trình hôm nay là thông tin về đời sống xã hội chân sinh đáng chú ý tiểu mục đông tây chuyển động Thưa quý vị, bên cạnh nhiều giống hoa mới được nhập nội và đưa vào sản xuất hàng năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, thì hoa cúc vẫn là loại hoa truyền thống gắn bó nhiều năm với người nông dân trồng hoa ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trong một tuần vừa qua trên đồi People Lavender Farm, phường 5, thành phố Đà Lạt, hoa cúc La Mã đã nở hoa rực rỡ trên diện tích 1.500 mét vuông ngoài trời. Đây là giống hoa cúc vừa mang vẻ đẹp của một loài hoa bình dị, nhưng lại có sức sống bền bỉ và vừa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Anh Nguyễn Văn Sáng, chủ vườn cho biết, hoa cúc La Mã được mua giống bằng hạt nhập khẩu từ châu Âu về trồng tại Bibo Lavender Farm từ giữa tháng 9 năm 2023. Chăm sóc cho đến đầu tháng 11 năm 2023, hoa bắt đầu bung nụ. Chiều cao mỗi cây trung bình 50cm, tán hoa rộng 30-40cm. đến Với mật độ trồng 7.500 cây trên 1.500m2, hoa cúc La Mã tại Bibo Lavender Farm bước vào thu hoạch rộ và đón du khách tham quan trong một tuần vừa qua. Mỗi lần thu hoạch hàng chục ký hoa cung cấp cho các công ty dược phẩm trong nước theo đơn đặt hàng. Được biết, cúc La Mã tên khoa học Maricaria Tramon là loài thảo dược dùng để trị các chứng bệnh đau bụng, giảm căng thẳng, chống viêm nhiễm và diệt khuẩn, việc trồng thành công cúc la mã tại Bibo Lavender Farm cho thấy triển trọng nhân rộng loại hoa này bên cạnh việc trồng để du khách tham quan, chụp ảnh. Dù còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đáng 2024, nhưng nhiều ngày gần đây, tại khu vực chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ và trên vỉa hè nhiều tuyến phố Hà Nội, đã ngập tràn sắc trắng tinh khôi của những cành hoa lê hoa mận, sắc hồng của đào rừng bung nở, những cành hoa đào lê mận rừng nở sớm mang vẻ đẹp của núi rừng tây bắc giúp không khí mùa xuân đến gần hơn khiến nhiều người thích thú tiểu thương tại khu vực chợ hoa quảng an cho biết những cành hoa rừng này được nhập từ nhiều tỉnh miền núi phía bắc như lạng sơn lào cai sơn la giá mỗi cành hoa lê dao động từ vài trăm đến cả triệu đồng tùy thuộc vào độ to nhỏ dáng thế khác nhau do thời tiết năm nay nắng nóng nhiều rét muộn nên các loại hoa nở sớm tiểu thương vì thế nhập về bán sớm hơn mọi năm giá mỗi bó hoa mận dao động từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng một bó. Những cành hoa tuyết mai thường chỉ xuất hiện vào mỗi dịp cận Tết, nhưng nay cũng đang bắt đầu được bày bán với mức giá 100.000 đến 120.000 đồng một bó. Hiếm hoi giữa rừng sắc trắng của hoa mận hoa lê, những cành đào rừng nổi bật với sắc hồng đậm thắm. Được biết, hoa đào rừng nhập về từ Lạng Sơn, có giá 300.000 đồng một cành. Các tiểu thương cho biết, dù lượng khách không thể đông như Tết, nhưng hàng cứ về đến đâu, cũng bán hết đến đó. hầu hết người tiêu dùng đều thích thú khi thấy các loại hoa Tết xuất hiện. Nhiều khách hàng còn chủ ý chơi hoa Tết từ sớm để được hưởng không khí mùa xuân. Những ngày này trên đỉnh Phu Long, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, khắp bản làng rực lên sắc hồng của những cây đào cổ thụ. càng đẹp hơn nữa trong thời điểm sáng sớm, thiên nhiên Phu Long chìm ngập trong biển mây trắng thơ mộng. Đỉnh Boulogne nằm ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển. Đây là nơi sinh sống từ xa xưa của cộng đồng người Mông dòng họ hạ. Khoảng 6 giờ sáng, khi mặt trời bắt đầu lên, sương mù bắt đầu động lại, tạo thành những đám mây tuyệt sắc. Bạn đóng trên chìm ngập trong sương mù. Đây là bạn có người dân sinh sống ở độ cao nhất của khu vực Bắc miền Trung, khí hậu quanh năm mát lạnh. Khắp bạn đóng trên, những cây đào cổ thụ đã bắt đầu nở hoa tạo nên một vẻ đẹp hiếm hoi nơi núi rừng trùng cao xứ nghệ. Đào nở rộ trùm lên những mái nhà sa mô truyền thống của người Mông. Trên những lối đi nội bản cũng rực lên sắc hoa đào, khiến cho cảnh sắc thiên nhiên nơi đây đẹp đến ngỡ ngàng. Tạm rời xa cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp vừa rồi. Mời quý thính giả đến với Hà Tĩnh để khám phá tuyệt chiêu nuôi kiến vàng làm vệ sĩ cho vườn cam. Những đàn kiến vàng được nuôi trong vườn cam trở thành vệ sĩ khống chế các loài sâu bọ gây hại, giúp người nông dân phát triển vườn cây ăn trái theo tiêu chuẩn hữu cơ một cách bền vững. Để có được những sản phẩm đạt chất lượng cao, người trồng cam ở huyện Vũ Quang đã áp dụng biện pháp sinh học rất đơn giản, thay thế thuốc bảo vệ thực vật, mang lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ vườn cam, tạo nên sản phẩm sạch. Ông Lê Quang Toại ở thôn Đăng, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những chủ trang trại thực hiện mô hình nuôi kiến vàng đầu tiên ở Hà Tĩnh. Ông Toại có trang trại cam rộng gần 2 hecta, trong đó có một phần diện tích lớn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Ban đầu khi được cán bộ bảo vệ thực vật giới thiệu về mô hình nuôi kiến vàng, ông Toại khá bất ngờ và không nghĩ rằng phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu kỹ và chăm chú học hỏi, áp dụng, ông đã tự tin giao phó vườn cây của mình cho những vệ sĩ kiến vàng. Ông Toại cho biết, ban đầu ông đi vào rừng cây keo để tìm tổ kiến vàng. Khi phát hiện tổ kiến, ông cắt luôn cả cành cây có tổ đó bỏ vào bao tải bọc kín mang về gác lên cây cam. Để đàn kiến ở lại trên cây cam, ông phải bỏ thức ăn như tép biển hoặc cơm nguội vào các chai nhựa rồi buộc lên cành cam để làm mồi cho kiến. Khi đã an cư, kiến sinh sản, phát triển đàn và xây tổ mới rất nhanh chóng. Với vài tổ ban đầu, sau khoảng 2 tháng, vườn cam của ông Toại đã có hơn 40 tổ kiến vàng ông Nguyễn Tuấn Lộc, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật vùng 4, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, mục đích triển khai mô hình nuôi kiến vàng là giúp người dân biết được vai trò của loài vật này trong quản lý sâu hại trên vườn cam. Từ đó, người làm vườn biết phương pháp thu gom, nhân nuôi kiến. Sau khi nhân nuôi được thì họ biết cách sử dụng bảo tồn, duy trì kiến trên vườn một cách lâu dài, nhằm phát triển cây ăn quả có muối theo tiêu chuẩn hữu cơ một cách bền vững tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, dịch cao su là món đồ chơi ưa thích trong bồn tắm của nhiều gia đình có con nhỏ. Song chẳng mấy ai sở hữu tới hàng ngàn chú dịch cao su như cô Charlotte Lee. Mới đây, một người phụ nữ sinh sống ở bang Seattle của Mỹ đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người sở hữu bộ sưu tập nhiều dịch cao su nhất thế giới. Cô Charlotte Lee cho biết, cô bắt đầu mua những con dịch cao su đầu tiên vào năm 1996 để trang trí phòng tắm. Ban đầu cô có ý định chỉ mua 7 món đồ chơi này, tuy nhiên hiện cô đã sở hữu tới 5.631 con dịch cao su và trở thành người có bộ sưu tập dịch cao su lớn nhất thế giới. Người phụ nữ 54 tuổi này rất yêu quý bộ sưu tập những chú dịch cao su đến mức đã dành một phòng riêng trong nhà và đóng tủ kính để trưng bày chúng. Cô Charlotte Lee cho hay, bộ sưu tập những chú dịch cao su của cô sẽ tiếp tục được mở rộng chứ không dừng ở con số 5.631 như hiện nay. Thưa quý vị, nghệ sĩ Alex Smith sống ở thành phố New York, Mỹ đã tạo nên những tác phẩm tranh biết đi bằng cách vẽ trực tiếp lên người mẫu. Nghệ sĩ Alex Smith chủ yếu sử dụng sơn dầu và kỹ thuật sáng tối để vẽ trực tiếp lên người mẫu, rồi đặt vào phong nền. Nhờ đó, không gian ba chiều đã trở thành những bức tranh sơn dầu đánh lừa thị giác chị Alex Samit cho biết, thông thường chỉ mất khoảng 8 tiếng đồng hồ để làm phong nền và mất hơn 1 tiếng để vẽ lên người mẫu. Sự thành công của các tác phẩm này là 95% dựa vào kỹ thuật tạo bóng sáng tối cho người mẫu. Chỉ cần tạo đúng vùng sáng tối thì những công đoạn còn lại sẽ rất dễ dàng. Chị Alex Smith cho biết, trước đây chị chưa từng học qua bất cứ trường lớp nào về mỹ thuật. Tuy nhiên, nhờ hướng đi mới lạ, phong cách sáng tạo nghệ thuật độc đáo, chị đã được nhiều người biết đến và đã tổ chức nhiều cuộc triển lãm trong và ngoài nước. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động. Vụ cháy trường khiến Nam Sinh lớp 9 tử vong, 4 học sinh may mắn thoát nạn. Tiểu mục chuyện ngày mới, việc làm ý nghĩa của cô hiệu trưởng đã gieo mầm yêu thương ở trường học hạnh phúc. Tiểu mục cà phê không đường. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù các chính quyền địa phương đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị, thế nhưng chuyển biến trong lĩnh vực này chưa được như mong đợi. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đất đai vẫn còn tồn tại và không được xử lý dứt điểm gây bức xúc trong nhân dân. Vậy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền ở đâu trong vấn đề này? Ghi nhận thực tế tại huyện Thường Tính, Hà Nội. Tại khu vực xứ thôn trần phú xã minh cường huyện thường tính hà nội đã diễn ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông dù nằm cách trung tâm ủy ban nhân dân xã minh cường không xa thế nhưng không hiểu sao nó không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời dù việc chỉ được phát hiện khi báo chí vào cuộc phản ánh ngay sau đó địa phương đã vào cuộc cưỡng chế phá dỡ một số công trình vi phạm Tuy nhiên, việc xử lý chưa triệt để đã dẫn tới những bức xúc khiếu kiện của người dân trên địa bàn. Ông Phạm Đắc Đình, một người dân sống ở đây bức xúc. Cùng một khu vực còn những cái nhà ba tầng kia và nhà hai tầng kia người ta xây bê tông kiên cố vẫn còn không thấy động trợ gì mà cũng là xây dựng cùng một cùng một lúc. Thế nên hỏi rằng là những người dân người ta phải bức xúc thôi. Người ta làm đây mà lại người thì bị phá và người không bị phá thì chúng tôi phải chấm hỏi cái vấn đề này không chỉ tại thôn Trần Phú mà tại thôn Khôn Thôn ở xã Minh Cường, tình trạng vi phạm pháp luật xây dựng trái phép cũng không được xử lý. Trạm trộn bê tông được xác định là không phù hợp với quy hoạch xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Dù đã ra quyết định đình chỉ, nhưng quyết định này không được thực thi. Ông Trịnh Hùng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Cường, huyện Thường Tính, Hà Nội cho rằng. Cái công trình này nó đang vi phạm trên đất đai. Đấy thì chúng tôi chỉ có được phép đình chỉ cái 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 việc là vi phạm đất đai thôi. chứ còn cái hoạt động của một công ty. Đấy, thì cái này lại thẩm quyền nó không phải thẩm quyền của chúng tôi được ban hành cái quyết định. Ông Bùi Công Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết. À, vi phạm qua nhiều thời kỳ thì hiện nay thì chúng tôi phải có cái thời gian củng cố là hồ sơ. để sau đó thì ra các cái quyết định ừ, lập biên bản vi phạm hành chính thì ra các quyết định biết áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đó thì mới cưỡng chế cho nên cái thời gian một số trường hợp thì cũng cần có thời gian mới hoàn thành được hồ sơ và xử lý được thượng tôn pháp luật mỗi sai phạm đều phải được xử lý đó là điều người dân mong muốn và đó cũng là trách nhiệm của những người thực thi công vụ đặc biệt là đối với những người đứng đầu cấp ủy chính quyền thế nhưng với những gì đang diễn ra trên thực tế ở huyện thường tín hà nội thì người dân không khỏi hoài nghi về sự công minh trong thực thi công vụ đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng chính quyền theo giáo sư tiến sĩ mạch quang thắng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh vai trò của người đứng đầu hết sức quan trọng trong trường hợp này cần xem xét làm rõ giáo sư tiến sĩ mạch quang thắng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nhận định do người đứng đầu nó tắc trách vì nhiều lý do một là tác trách thứ hai sợ trách nhiệm không dám nghĩ không dám làm làm mới sợ sai thứ ba là do cái trù chủ trừ trùng trình nhiều lợi ích có khi lợi ích cá nhân có khi vì lợi ích nhóm cái chủ trương đó thì tốt tốt cho ai chứ không tốt cho nhóm mình không tốt cho cá nhân mình là không muốn làm hoặc hoãn câu giờ tăng cường chỉ đạo đôn đốc kiểm tra giải quyết xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng môi trường trên địa bàn. Đó là nội dung được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện thường tính nhấn mạnh nhằm thể hiện quyết tâm chính trị cao của tập thể, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện. Thế nhưng, với những gì đang diễn ra trên thực tế, thì lời nói còn cách khá xa so với việc làm. Tin nóng, Tiếp sau đây là phần tin nóng mời quý vị tiếp tục theo dõi. Sáng ngày 27 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa khởi tố về tội chống người thi hành công vụ đối với hai đối tượng sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện chở quá số người quy định tham gia giao thông. Thông tin ban đầu ngày 25 tháng 11, Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2002, điều khiển xe máy biển kiểm soát 88H1-35093, chở theo hai người, trong đó có Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 2002, Cả ba đối tượng đều không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu. Đến địa phận xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên thì gặp tổ công tác 141 của công an huyện Bình Xuyên. Thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Nam không chấp hành mà lao thẳng xe vào tổ công tác. Hậu quả, đồng chí Diệp Minh Thắng, cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bị thương gãy chân phải đi cấp cứu. Kết quả đo nồng độ cồn đối với Nguyễn Văn Nam là 0,432mg trên 1 lít khí thở. Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận, trước đó tổ chức sinh nhật và có uống rượu cùng nhóm bạn. Khi điều khiển xe gặp tổ tuần tra của lực lượng công an, bản thân Nam đã có hơi men trong người, lại bị Khánh ngồi đằng sau suối dục thông chốt, nên Nam đã không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra và liều lĩnh đâm thẳng vào tổ công tác. Trưa 26 tháng 11, Công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy là một người phụ nữ tử vong. Thông tin ban đầu xe đầu kéo chưa có biển số chạy trên đường Phạm Ngọc Thạch hướng từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương ra quốc lộ 13 thuộc phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Khi ra đến quốc lộ 13, tài xế cho xe rẽ phải để đi về hướng thị xã Bến Cát. Trong lúc ôm cua thì gia chạm với xe máy biển số 68F102901 do chị KTH 37 tuổi điều khiển chạy cùng chiều. Gia chạm làm cho chiếc xe máy văng lên dĩa hè còn chị Hát ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ. Nhận tin báo công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Liên quan đến vụ cháy trường bán trú khiến một học sinh lớp 9 tử vong, huyện Sóc Cộp, tỉnh Sơn La cho biết khi xảy ra vụ cháy có 5 học sinh đang ở trong nhà bán trú. Khi phát hiện cháy xảy ra, 4 học sinh kịp thời đập cửa kính thoát ra ngoài, nam sinh còn lại không kịp thoát đã tử vong. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Cộp đã cử lực lượng công an huyện và các ngành chức năng khẩn trương phối hợp với các đơn vị, Ủy ban Nhân dân xã Mường và người dân tổ chức chữa cháy. Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Cộp cho biết, công an huyện cử tổ công tác vào địa bàn ổn định tình hình, khắc phục hậu quả ban đầu, đồng thời tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đưa số học sinh của trường về ở tạm tại các phòng học, nhà văn hóa của xã bản gần đó. Trước mắt nhà trường tổ chức quyên góp quần áo ấm, từ các trường học trên địa bàn để các em tại đây giữ ấm, tạm thời ổn định tâm lý sau vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Chiều 26 tháng 11 tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ cháy lớn ở nhà xưởng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu mới Na Việt Nam. Khi phát hiện khói đen bốc cao, người dân đã lập tức báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 5 xe chữa cháy đến hiện trường. Tại hiện trường, nhà xưởng công ty này rộng khoảng hơn 1.500m2, đang bốc cháy dữ dội. Ở thời điểm xảy ra cháy là ngày nghỉ, nên công ty không hoạt động, không có lực lượng chữa cháy tại chỗ. Trong nhà xưởng có nhiều thùng hóa chất bị bén lửa gây ra nổ lớn. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân chủ cháy. Tuy vậy, đám cháy gây thiệt hại khoảng hơn 200 mét nhà xưởng, trong đó sụp đổ 3 phần tư máy nhà xưởng, không có thiệt hại về người. Ngày 27 tháng 11, Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm hai người tử vong tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân. Rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà tại tổ 5 cháy dữ dội nên gọi điện trình báo. Căn nhà trên là của anh BVT, 39 tuổi. Thời điểm đó, vợ anh T cùng con trai và cháu ngủ ở dưới nhà nên kịp thời chạy ra ngoài. Riêng anh T cùng con trai 12 tuổi ngủ trên lầu, không thoát kịp nên tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục điều tra làm rõ ngày 27 tháng 11, trạm biên phòng cửa khẩu Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa cứu thành công một người trôi trên sông Xoài Đạp. Trưa ngày 26 tháng 11, trạm kiểm soát biên phòng An Thế Đông nhận tin có người đang kêu cứu dưới sông, nạn nhân bị nước cuốn trôi, không có áo phao và vật dụng để bám theo hướng Long An về thành phố Hồ Chí Minh. Các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở gần đó nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu. 30 phút sau, cứu thành công nạn nhân và đưa về trạm chăm sóc. Ngày 26 tháng 11, Công an Văn hóa An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tìm thấy con cá sấu sổng chuồng, cuối cùng trong tậm... Tiểu mục chuyện ngày mới Thưa quý vị, đã 11 năm nay, dù ngày nắng hay mưa, cô Nguyễn Bích Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Hà Khẩu, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh, vẫn thanh lịch trong chiếc áo dài truyền thống, duy trì đều đặn việc đến trường từ 6 giờ, đứng đón và trao cho các em học sinh những cái ôm, cái đập tay, lời chúc, lời chào học sinh cho một ngày mới đầy năng lượng tích cực. Năm học 2023-2024, trường có trên 1.400 học sinh, đồng nghĩa mỗi ngày, cô trao chừng ấy cái ôm, lời chúc với mong muốn tạo cho các em môi trường học tập hạnh phúc, thân thiện, an toàn, đúng nghĩa chuyện về cô giáo đang từng ngày gieo mầm yêu thương ở trường học hạnh phúc sẽ là nội dung ý nghĩa mà tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay xin được chia sẻ đến quý vị mời quý vị cùng lắng nghe những cái ôm ấm áp những cái đập tay thân thiện những nụ cười tươi kèm theo câu nói chào con yêu chúc con ngày mới học tập vui vẻ là cách mà 11 năm qua cô Nguyễn Bích Thủy đã làm với học sinh của mình vào mỗi sớm việc làm ấy đã trở thành thói quen, là món ăn tinh thần tràn đầy tình yêu thương với các em học sinh ở trường tiểu học Hà Khẩu. Em Nguyễn Thị Thảo Nguyên, trường tiểu học Hà Khẩu, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ. Mỗi ngày đến trường thì con đều được cô hiệu trưởng đón bằng một cái đập tay hay là một cái ôm. Con cảm thấy cô rất là ấm áp à. và cô luôn chúc chúng em là một ngày học tập thật là vui và bổ ích sự kiên trì bền bỉ mỗi ngày đứng đón các em học sinh thân yêu của cô hiệu trưởng khiến các bậc phụ huynh cảm nhận được sự gần gũi giữa giáo viên và học sinh trong ngôi trường con học tập. Chị Nguyễn Thị Dung, phụ huynh học sinh khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nói. Mình cảm nhận thật là uh, cô rất là tâm huyết với nghề cũng như là cô rất là tràn đầy yêu thương với các con. Trường tiểu học Hà Khẩu năm học 2023-2024 có trên 1.400 học sinh. Đồng nghĩa mỗi ngày cô Thủy cũng trao bằng đó cái ôm, cái đập tay, lời chúc với một mong muốn tạo cho các em học sinh một môi trường học tập hạnh phúc, thân thiện, an toàn đúng nghĩa. Hành động ấy đã lan tỏa đến các giáo viên, nhân viên trong trường. Cô giáo Nguyễn Hương Nhung, giáo viên trường tiểu học Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho hay. Thường hàng ngày buổi sáng đến chào học sinh ở cổng trường đây là một việc làm thường xuyên của cô à, chứ không phải là một cái việc làm một ngày một, ngày, một ngày. cô đã làm rất là nhiều năm rồi và đây cũng là một cái hình ảnh rất là đẹp tạo động lực cho giáo viên chúng tôi học và theo trước khi chuyển về nhận công tác tại trường tiểu học Hà Khẩu cô Nguyễn Bích Thủy đã từng công tác tại hai trường tiểu học khác trên địa bàn thành phố Hạ Long ở những ngôi trường đó cô Thủy cũng bắt đầu thực hiện việc đến trường từ sáng sớm để đón trẻ Năm 2019, khi chuyển về ngôi trường mới, cô vẫn duy trì và trở thành việc làm hàng ngày. Cô Nguyễn Bích Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết. Xuất phát từ trường tôi có những cái đặc thù đó là các em là con của những người công nhân họ đi làm ca, họ đi làm họ đi làm được rất sớm. Tôi muốn là đến sớm hơn để đón các con để phụ huynh yên tâm khi tết trường tiểu học Hà Khẩu là ngôi trường đầu tiên trong cả nước thực hiện mô hình trường học hạnh phúc. Đến nay, các giáo viên học sinh nhà trường đều thấm nhuần giá trị cốt lõi của trường học hạnh phúc là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Bà Nguyễn Văn Anh, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nói. Đây là một cái việc làm mà tôi cho rằng nó biểu hiện cái tình cảm của cô hiệu trưởng đối với học sinh của mình, uh, biểu đạt cái trách nhiệm của người giáo viên đối với mỗi thế hệ học trò và cũng bày tỏ cái mong muốn của cô giáo để học sinh có những ngày đến trường là những ngày vui. Được biết đầu năm 2023, cô Thủy phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, cô vẫn luôn lạc quan điều trị và đặc biệt vẫn cố gắng để không bỏ lỡ những buổi sáng đón học trò. Chia sẻ về hành động của mình, cô Thủy cho biết, ngôi trường hạnh phúc trước tiên phải xuất phát từ tình yêu thương bởi giá trị cốt lõi của trường học Hạnh Phúc là yêu thương, an toàn, tôn trọng. Trường học Hạnh Phúc là nơi giáo viên, nhân viên và học sinh có môi trường học tập, làm việc vui vẻ, thoải mái. Việc làm của cô hiệu trưởng đã lan tỏa đến các giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường về sự kiên trì, tình yêu thương, để mỗi giáo viên nhìn vào học tập và hoàn thiện mình hơn. Và hơn thế nữa, cách làm của cô Thủy đã tiếp thêm nguồn cảm hứng để ở những ngôi trường khác bằng nhiều cách làm khác sẽ mang đến môi trường giáo dục toàn diện tạo ra những giá trị thực chất cốt lõi. Dạ thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã kết lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay một lần nữa. Như Thảo, Phương Uyên xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.